Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày qua, người dân thành phố đã dành sự quan tâm lớn cho dãy nhà lụp sụp ở bờ Nam kênh Đôi, quận 8 nên xảy ra trận hỏa hoạn lớn vào tối ngày 1 tháng 4. Vụ việc không gây tổn thất về người nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh công tác di dời các nhà ven kênh này ở quận 8 thời gian qua. Cụ thể, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 đã thông qua chương trình đột phá thứ 7 về chỉnh trang và phát triển đô thị. Trong đó có việc thực hiện các dự án chỉnh trang, di dời nhà ven kênh trên địa bàn quận 8, thể hiện bằng cách thông báo triển khai nghị quyết sau đó của lãnh đạo thành phố. Ngay sau đó, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Nhà ở Sài Gòn đã quan tâm đến dự án bờ Nam kênh Đôi, quận 8. Dự kiến dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.200 tỷ đồng theo hình thức PPP. Giai đoạn từ quý 4 năm 2016 đến năm 2019, công ty sẽ hoàn thành mục tiêu di dời giải tỏa khoảng 4.392 căn nhà tại khu vực bờ Nam kênh Đôi. Sau khi hoàn tất di dời giải tỏa sẽ thực hiện chỉnh trang khu vực theo quy hoạch chung. Báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Nhà ở Sài Gòn nêu, công ty này cũng đang đưa ra giải pháp về đầu tư như có chính sách ưu đãi về tiếp cận nguồn vốn vay, nhà đầu tư được dành quỹ nhà đất để kinh doanh thu hồi vốn, thành phố thực hiện thanh toán hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất sau khi di dời hoặc là quỹ đất ở nơi khác. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, với nhiều lý do, việc đầu tư vào dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Các nhà đầu tư cũng không còn mặn mà với dự án này. Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020, quận không thực hiện được dự án nào về chỉnh trang kênh rạch. Quận cũng tâm huyết kêu gọi xã hội hóa đầu tư bờ Nam kênh Đôi. Có một số nhà đầu tư tìm hiểu nhưng không làm được do nhiều vấn đề liên quan. Quận cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị cho thành phố. Lãnh đạo quận 8 cho biết vào tháng 7 năm 2022. Sở Xây dựng thành phố cũng thừa nhận giai đoạn năm 2016 đến năm 2020, thành phố chỉ bồi thường và di dời được gần 2.500 căn nhà trên tổng số 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch hiện hữu, đạt 12,4% so với chỉ tiêu đề ra. Theo Sở Xây dựng thành phố, chủ yếu giai đoạn này tập trung cho các dự án sử dụng vốn ngân sách, nhưng đa số chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị đầu tư, trong khi chưa kêu gọi được dự án có vốn ngoài ngân sách. Thời điểm tháng 7 năm 2022, có nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm đến những dự án nhà ven kênh. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, do vướng cơ chế với những dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật di dời nhà ven kênh, do đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP có nhiều vướng mắc hay là liên quan đến biên mở rộng kênh, quá ít để hấp dẫn nhà đầu tư, nên các dự án đều không kêu gọi được đầu tư. Đến tháng 4 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn quận 8. Trong buổi giám sát, đoàn đã đi thực địa khu vực bờ Nam kênh Đôi. Báo cáo tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cho rằng để tạo cú hích và đột phá phát triển bờ Bắc và Nam kênh Đôi, góp phần thực hiện hơn 50% mục tiêu về chỉnh trang đô thị ven kênh của toàn thành phố, quận 8 tha thiết đề nghị các sở ngành ủng hộ chủ trương hai dự án trên, đưa hai dự án vào danh mục các dự án cần đầu tư trong thời gian tới. Tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận 8 có công văn kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét bố trí vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 với dự án Bắc kênh Đôi. Đến tháng 8 năm 2023, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng có buổi đi làm việc, khảo sát, tháo gỡ cho các dự án trên địa bàn quận 8. Sau đó, lãnh đạo thành phố cho biết với dự án nạo vét xây dựng hạ tầng bờ Nam kênh Đôi, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét đề xuất của các đơn vị liên quan để tính toán việc thành lập tổ công tác thực hiện. Tháng 12 năm 2023, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư. Dự kiến vốn đầu tư là 4.930 tỷ đồng, khởi công năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028. Phát biểu vào ngày 2 tháng 4 sau vụ cháy, ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cho biết, với dự án cải tạo môi trường bờ Nam kênh Đôi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ. Bờ Nam thuộc phạm vi từ phường 1 đến phường 7. Tổ công tác đang trong giai đoạn nghiên cứu các hướng khả thi thực hiện dự án. Dự kiến hơn 5.000 căn nhà ở trên bờ kênh rạch sẽ di dời. Dự án bờ Nam kênh Đôi dự kiến di dời toàn bộ hơn 5.000 nhà dân trên và ven bờ Nam kênh Đôi, gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trên địa bàn quận 8.
Tối ngày 1 tháng 4, lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ ở khu vực dãy nhà ven nam kênh đôi, rồi nhanh chóng lan sang các căn nhà xưởng bên cạnh. Phòng BC07 đã điều động đội khu vực 1 thuộc phòng BC07, đội trên sông phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận 8 triển khai lực lượng, hàng chục phương tiện đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người, gây tổng diện tích cháy khoảng 470m², cháy hoàn toàn 50m², nhà số 206-1-18A, cháy khoảng 100m trên 150m², diện tích nhà số 206-1-18, cháy khoảng 320m², diện tích bãi vật liệu gỗ cũ, nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Khuya ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hồ Chí Minh BC07 thông tin về vụ cháy dãy nhà ven kênh đôi thuộc hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, phòng BC07 đã điều động đội khu vực 1 thuộc phòng BC07, đội trên sông phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận 8 triển khai lực lượng, hàng chục phương tiện đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng triển khai dập lửa cả trên bộ và trên sông. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, gây tổng diện tích cháy khoảng 470m², cháy hoàn toàn là 50m², nhà số 206-1-18A, cháy khoảng 100 trên 150m², diện tích nhà số 216-1-18, cháy khoảng 320m², diện tích bãi vật liệu gỗ cũ, nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m². Dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Theo cập nhật của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đến 21 giờ 20 ngày 1 tháng 4, đám cháy lớn bùng phát tại dãy nhà ven kênh đôi ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì phun nước dập hoàn toàn đám cháy. Trước đó, lúc 19 giờ 50, một đám cháy bùng phát tại các dãy nhà ven kênh đôi gần đường Phạm Thế Hiển. Đám cháy có dấu hiệu cháy lan ra các nhà liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận 8 đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn. Một số người dân tại hiện trường cho biết lửa bốc cháy từ xưởng gỗ trong hẻm 124, sau đó bùng phát và lan sang các căn nhà xưởng bên cạnh. Đến 21 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hẻm để chữa cháy. Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Một đại diện lãnh đạo quận 8 cho biết vụ cháy thiêu rụi một số căn nhà và chưa thống kê thiệt hại. Lúc 21 giờ 10 phút, một nam thanh niên chạy ra từ đám cháy, ngồi thất thần bên vệ đường cho biết cháy rất lớn, không biết cháy bao nhiêu căn nhà. Anh này cũng cho hay thấy cháy từ xưởng sản xuất đồ gỗ thì hô hoáng ôm một số đồ đạc chạy ra khỏi đám cháy, chỉ biết cắm đầu chạy. Theo bà Trương Kim Yến ở phường 2, quận 8, nhà của bà bị cháy lan. Trước đó, các hộ dân xung quanh kinh doanh sản xuất nhưng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả cháy một dãy nhà. Cũng theo bà Yến, khoảng 6 căn nhà bị lửa thiêu trong vụ hỏa hoạn này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 4, lửa bùng lên tại các dãy nhà ở khu vực dọc kênh đôi, đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã hô hoáng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, bao trùm khu vực kèm theo ngọn khói đen kịt. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng với các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 21 giờ 20, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì phun nước dập hoàn toàn đám cháy. Tối cùng ngày, một đại diện lãnh đạo quận 8 cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiêu rụi một số căn nhà và chưa thống kê thiệt hại về vật chất. Ảnh hưởng của vụ cháy cũng khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn tắc kéo dài.
Tối ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 8 cho biết một đám cháy bùng phát vào lúc 19:50 tại các dãy nhà ven kênh đôi gần đường Phạm Thế Hiển. Đám cháy có dấu hiệu cháy lan ra các nhà liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận 8 đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn. Ngày 25 tháng 3, Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum cho biết trên đèo Lò Xo vừa xảy ra một vụ cháy xe khách đang lưu thông. 21 người trên xe may mắn không ai bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13:30, xe khách 22F00530 do tài xế Lâm Xuân Trường, 42 tuổi, ngụ huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, điều khiển theo hướng Kon Tum đi Quảng Nam. Khi đi đến km 1415+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc thôn Mang Khên, xã Đắc Man, huyện Đắc Cơ Lê, thì bất ngờ xe bốc cháy. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Thời điểm này, trên xe có 21 người, gồm 16 hành khách và 5 người của nhà xe. Khi phát hiện sự việc, hành khách đều thoát ra ngoài an toàn, nhưng nhiều hàng hóa không đưa ra kịp nên đã bị cháy rụi cùng chiếc xe. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.